Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi một tuổi đều có sự may mắn và thành công riêng của mình. Tuổi Tân Mão 1951 cũng vậy. Họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong năm 2023 Quý Mão cực kỳ hanh thông và thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang như ý. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Nhưng vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, có năm tốt cũng có năm xấu. Do đó, việc xem tử vi trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam. Đây là cách để bạn nắm rõ vận mệnh của bản thân trong năm mới. Qua là số tử vi năm 2023 Quý Mão, những gia chủ Tân Mão 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá, khiến cho hầu hết các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp quý vị gia chủ Tân Mão biết được những điều tốt để phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời quý vị. Để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng với chúng tôi khám phá phần luận giải tử vi năm 2023 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 dưới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng có mệnh Tùng Bách Mộc, là những người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Trong năm, tuổi phải đương đầu với thái tuế, tuy nhiên tuổi Tân Mão vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần nữ mạng thái tâm lý cực tĩnh, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao kế đô, vận hạn, thiên tinh, hạn tam tai, gia chủ Tân Mão không phạm tam tai, hạn hoang ốc không phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu thân, gây tai họa cho chính thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Về địa chi, gặp năm tuổi và phạm cục diện trực thái tuế, người tuổi Tân Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống trong năm nay. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về mối quan hệ thiên can tân âm kim gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm, những gia chủ Tân Mão nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Tân Mão. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Tân Mão gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cựu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sao này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải, hàng tháng vào lúc 13 đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, oản, thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói vào hoặc có thể lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ.
Cách viết bài vị cúng sao kế đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vị kế đô tinh quân. Gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ dày, ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa, đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi, dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý. Công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục tội phạm, tai bay vạ gió bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản mệnh. Nhất là phụ nữ mang thai, cần cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương, cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Đỗ Tử Vi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia đạo vui xuân, gia chủ trong tháng 1 đón nhiều tin vui tới liên quan đến tình cảm gia đình. Tháng 2, sức khỏe của gia chủ trong tháng 2 không tốt, chủ yếu bệnh về răng, ra ngoài dễ bị đau ốm, bệnh tật. Tháng 3, mọi việc của gia chủ trong tháng này đều thuận lợi, dù hung cũng hóa thành cát, nhiều phúc của tổ tiên. Tháng 4, đây là tháng gia chủ đón hỷ tín trong gia đạo, bên cạnh đó cũng là tháng tài lộc, tiền bạc dồi dào. Tháng 5, tình cảm của thành viên trong gia đạo, gia đình của không... Tình cảm thành viên trong gia đạo của gia chủ cần chú ý, có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 6, khi di chuyển ra ngoài trong tháng, người tuổi này chú ý đi lại, xe cộ hết sức cẩn thận, hạn chế tai nạn. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng này là kém, có thể bị bệnh tật hoặc ốm đau lâu ngày và khó khỏi. Tháng 8, tháng này con cái của gia chủ đón nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, tuy nhiên cần chú ý cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tháng 9, ra ngoài gia chủ cần chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 10, sức khỏe trong tháng 10 của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó trong gia đạo có thể có chuyện buồn đưa tới. Tháng 11, công việc con cái của tháng 11 có thể gặp nhiều khó khăn, khó đạt được những điều như ý. Tháng 12, gia chủ trong tháng cuối năm chú ý có thể mất mát về mặt tiền bạc, của cải hoặc đi ra ngoài chú ý cửa quan. Tổng kết tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, do tuổi đã cao, nữ mạng Tân Mão nên tập trung tận hưởng cuộc sống tuổi già, quây quần bên con cháu, đừng có bon chen những việc không đáng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà cũng nên giao lại cho hậu bối xử lý, không cần phải bận tâm nhọc lòng làm gì cho mệt thân. Dù gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt, có thể trao đổi với người thân để cùng tìm cách tháo gỡ. Về tài chính, nhìn chung tài lộc của tuổi này trong năm 2023 đủ ăn đủ tiêu, bản thân bạn có khoản hưu trí và tích góp riêng, lại có con cháu hết mực chăm lo, nên đời sống tinh thần vật chất đầy đủ, không gặp phải khó khăn hay cản trở nào quá lớn. Tuy nhiên trong năm có hung tinh chiếu mệnh, điềm báo hao tài ập đến bất cứ lúc nào, khi đi ra đường không nên mang quá nhiều tiền bạc, trang sức đắt tiền, kẻo gặp tai bay vạ gió, cướp vật nguy hiểm. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023 dù là năm tuổi nhưng gia chủ vẫn không gặp vấn đề gì quá lớn trong sức khỏe. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, bạn không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất, vì như vậy sẽ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Năm nay thái tuế lưu niên là Dần, thầy Gia Cát khuyên gia chủ nên hạn chế uống rượu bia, không dễ mất. Nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh, gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật,
mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, ảnh hưởng của thái tuế nên mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn xảy ra. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý mình khiến tình hình thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài ổn định, bản mệnh cần tránh những xích mích, tranh cãi với hàng xóm, láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tân Mão trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.